Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm. Ngày 12 tháng 3, AFA Tiếng Việt loan tin nữ tài xế tự nhận là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi vi phạm nhận mức phạt 35 triệu đồng. Theo đó, bà Lương Hồng Trang, người tự xưng là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi gây ra tai nạn giao thông bị xử phạt hành chính với mức 35 triệu đồng. AFA cho hay, quyết định xử phạt bà này là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 3, lý do là điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Ngoài ra, bà Lương Hồng Trang còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1 thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định thi hành có hiệu lực. Theo AFA, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà Lương Hồng Trang lái xe ô tô biển số 30H11959 đi trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã đụng xe máy của anh NVA đang dừng sát vỉa hè. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vụ đụng xe dẫn đến cãi vã và khiến nhiều người hiếu kỳ, đứng xem và có người phát trực tiếp vụ việc này lên mạng xã hội. Vẫn theo AFA, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin bà Lương Hồng Trang tự xưng là cháu Bộ trưởng Tô Lâm. Liên quan vụ việc này, AFA cũng cho biết ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 thuộc Công an Hà Nội đã xử phạt hành chính một người có tên là VST, sinh năm 1986, ngụ tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 7,5 triệu đồng về hành vi bị cho là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, theo điểm A khoản 1 điều 101 nghị định 15. Theo đó, BA05 thuộc Công an Hà Nội cho biết vào ngày 5 tháng 3, họ phát hiện một tài khoản đăng thông tin liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra trong cùng ngày tại phố Trần Cung, quận Cầu Giấy. Nội dung đăng nêu rõ đã xác định chị Đại được cho là con cháu Bộ trưởng Tô Lâm, người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua, vị tướng. Phòng BA05 cho rằng đó là những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và của Công an Hà Nội. Như vậy, theo thói quen, cứ phát hiện người nào gây ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo thì công an lại phạt, bắt gỡ bài là xong. Tuy nhiên, công an trăm tay nghìn mắt cũng không thể bịt miệng hết thiên hạ. Người phụ nữ say xỉn được công an bảo vệ trong xe công vụ và hiện trường vụ tai nạn. Ngày 8 tháng 3, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận về vụ việc này và cho rằng dù Công an Hà Nội bác bỏ thông tin người phụ nữ say xỉn kia không phải là cháu Tô Lâm, nhưng bảo dư luận trên mạng xã hội vẫn còn nguyên, bởi lẽ giới chức đã phản ứng quá bất thường không chỉ tại hiện trường mà còn những ngày sau đó. Tại hiện trường có rất nhiều người chứng kiến và xác nhận cảnh sát không bắt người vi phạm mà lại đi tra vấn nạn nhân, không lập biên bản chỉ khi người dân gây áp lực mới cho thổi nồng độ cồn, nhưng thổi qua khẩu trang sau khi vụ việc xảy ra gần 3 tiếng. Những ngày sau đó, báo chí liên tục cho rằng người phụ nữ kia nhận vơ là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, họ lại không công khai thông tin cá nhân của cô này. Chỉ đến khi trên mạng truyền nhau người vi phạm là Tô Hương Lan, cháu của Tô Lâm, thì họ mới công bố người vi phạm là Lương Hồng Trang và ra quyết định xử phạt cô này. Dù vậy, cộng đồng mạng thì nhất quyết không tin vào công an và báo chí. Nhiều người bình luận, nhìn kiểu làm việc đó thì có cơ là thật, chẳng qua không dám nhận thôi. Hay không phải cháu mà được ngồi trong xe tận 3 tiếng đồng hồ rồi mới thổi, lại còn thổi qua khẩu trang. Dân không ép thì ve sầu thoát xác rồi, đồng thời cho rằng Lương Hồng Trang chỉ là thế thân. Không người dân nào kiểm chứng được thông tin này là đúng hay sai, nhưng rõ ràng qua vụ việc này cho thấy lòng tin của người dân đối với công an nói riêng và chính quyền nói chung đã xuống mức bằng không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm. Những cái chết bí ẩn liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Mới đây, AFA Tiếng Việt đã đăng bài bình luận của blogger Gió Bất với tựa đề Phiên tòa Vạn Thịnh Phát tấu hài trên những xác người. Tác giả nhắc đến cái chết của ba cấp dưới của bà Lan, Nguyễn Tiến Thành, ngày 7 tháng 10 năm 22, Nguyễn Phương Hồng ngày 9 tháng 10 năm 22, Nguyễn Ngọc Dương ngày 14 tháng 10 năm 22. Tác giả cho biết theo tường thuật phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát sáng ngày 5 tháng 3, báo chí không đưa tin về việc ba bị cáo Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí và Chu Lập Cơ đồng loạt khai thời điểm bị bắt khác với hồ sơ vụ án. Hình ảnh bài trên AFA. May mắn là BBC đã thông tin chi tiết cụ thể bà Lan khai bị bắt vào 8 giờ tối ngày 6 tháng 10 năm 22 ngoài đường
trong khi cáo trạng ghi bắt giữ bà Lan ngày 8 tháng 10 năm 22. Nguyễn Cao Trí khai bị bắt ngày 15 tháng 1 năm 23. Nhưng tới tận tháng 8 năm 23, Bộ Công an mới thông báo đã khởi tố bắt tạm giam ông từ ngày 15 tháng 1 năm 23. Chu Lập Cơ nói ông bị bắt ngày 1 tháng 11 năm 22, trong khi Công an thông báo việc bắt giữ ông này vào tháng 11 năm 23. Tác giả phân tích, đối chiếu với lời khai của bà Trương Mỹ Lan, thì ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, đã chết bí ẩn một ngày sau khi bà Lan bị bắt. Tác giả đặt câu hỏi với vai trò quan trọng trong vụ án, liệu ông Nguyễn Tấn Thành có thể tại ngoại khi bà Lan đã bị bắt hay không? Ông Thành thật sự đã chết ở đâu? Vì sao chết? Ông đã tiết lộ điều gì trước khi chết? Vì sao cơ quan tố tụng đã có độ trễ 2 ngày khi xác định thời điểm khởi tố bắt giam bà Trương Mỹ Lan? Hình ảnh ông Nguyễn Tiến Thành bên trái và bà Nguyễn Phương Hồng. Theo tác giả, những câu hỏi tương tự cũng có thể đặt ra với Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Đặc biệt, bà Phương Hồng chết trong thời điểm đang bị tạm giam thì càng khó hiểu. Tác giả tiếp tục đề cập đến hai cái chết bí ẩn khác của các cựu quan chức, đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, được cho là đột tử tại nhà riêng ngày 4 tháng 3 năm 23, và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng, nhảy lầu ngày 21 tháng 11 năm 22. Trong khi đó, mạng xã hội dẫn thông tin nội bộ cho hay ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 23. Công an vào cuộc nhưng theo hướng bịt miệng và dẫn dắt dư luận đi theo thông tin chính thống của đảng là ông Trần Văn Minh tử vong do đột quỵ vì bệnh lý. Tuy nhiên, tác giả cũng cho biết theo thông tin rò rỉ, ông Minh đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh thành. Vụ việc đang bị các cơ quan nội chính của đảng soi kỹ nên ông Minh bị dồn đến đường cùng. Ông Trần Văn Minh cùng với Nguyễn Văn Hùng đều là nhóm theo phe của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hình ảnh ông Trần Văn Minh. Theo tác giả, ông Nguyễn Văn Hùng thì nhảy lầu ngay tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được cho là bị các đồng chí của ông bức tử vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của ông Trần Văn Minh liên quan đến kết luận thanh tra và sửa đổi kết luận thanh tra dự án Đại Ninh của Nguyễn Cao Trí. Lùm xùm tại dự án này đã kéo theo bí thư, chủ tịch và hàng loạt quan chức Lâm Đồng bị khởi tố bắt giam. Hơn nữa, quyết định của ông Minh còn liên quan đến Phó Thủ tướng thường trực lúc ấy là Trương Hòa Bình. Tác giả cho hay, ông Minh có tự tử vì nhận hối lộ của Vạn Thịnh Phát hay không vẫn còn là bí mật. Những ai có liên quan đến ông Minh và Vạn Thịnh Phát cũng là bí mật chôn theo nắm mộ của ông. Tác giả cũng nhắc lại cái chết của Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ vào ngày 18 tháng 2 năm 2014, sau khi Dương Chí Dũng khai tại tòa vào ngày 8 tháng 1 năm 2014, về việc ông Dũng đưa 500.000 USD của bà Lan cho ông Ngọ. Sau cái chết của ông Ngọ, vụ việc được khép lại. Tác giả kết luận từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến hàng loạt cái chết bí ẩn mới đây cho thấy, phiên tòa Vạn Thịnh Phát vẫn là vỡ tấu hài trên xương máu người dân và vận mệnh dân tộc. Trùm vai, trùm đầu, trùm cuối của vụ án thì vẫn ngồi yên hưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những cái chết bí ẩn liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.